Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, là cán bộ có sức ảnh hưởng tại địa phương, đáng lẽ ra phải luôn là một tấm gương đạo đức để cho người dân noi theo. Thế nhưng, có những vị cán bộ lại có hành vi đê hèn khi giở trò bị ổi với đồng nghiệp nữ một cách công khai và trắng trợn. Những hành vi bị ổi này, nếu thực sự diễn ra sẽ làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín của tổ chức. Và hành vi mất hết đạo đức này sẽ bị xử lý ra sao? Ngay sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bí thư huyện ủy bị tố cưỡng tình nữ cán bộ. Một người dân đã làm đơn gửi công an và các cấp tố cáo ông Lê Hùng Sơn có hành vi chiếm đoạt một nữ cán bộ huyện Cô Tô. Theo đó, khoảng 20 giờ, chị Hát đến trực ban công an huyện Cô Tô tố ông Sơn có hành vi chiếm đoạt tại khách sạn. Bà M là mẹ chồng của nạn nhân khẳng định gia đình đã làm đơn gửi công an và các cấp tố cáo ông Lê Hùng Sơn, tỉnh ủy viên, lãnh đạo một huyện vì có hành vi cưỡng tình con dâu bà. Theo bà Mờ kể lại, con dâu bà mới được tuyển vào làm cán bộ văn hóa tại một cơ quan của huyện, con chồng làm công an huyện. Vào ngày con dâu bà được triệu tập đi liên hoan ăn uống, giao lưu tại một đơn vị đóng trên địa bàn. Trong tiệc rượu, con bà bị ép uống khá nhiều nên say, lúc trên xe về phải gục đầu vào một chị đồng nghiệp đi cùng. Đến tầm khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, một chiếc xe chở đoàn đến trước cửa một khách sạn gần cảng thị trấn. Lúc này, con dâu bà nhìn ra ngoài và lơ mơ hỏi sao lại đi đường này, thì ông Hát, một cán bộ huyện đi cùng trên xe, bảo đi ra đây đổ xăng. Sau đó mọi người xuống xe, đi vào trong khách sạn trên tầng 2, lúc này đã bố trí sẵn một phòng hát karaoke. Mọi người đi vào thì con cô được một chị đi cùng đưa vào trong nhà vệ sinh để nôn. Xong con cô ra ngoài phòng vệ sinh nhắn tin cho chồng, bảo đến đón về thì ông Hát đến bảo con cô em ra mời các sếp vào hát. Còn nhà cô bảo em say lắm rồi, giờ các anh cứ bắt em hát là em ngã, không đi được nữa đâu. Sau đấy con cô bị họ lôi vào phòng hát rồi bị ông Sơn cưỡng tình. Làm cho đôi bài xong, cô gái chạy được ra ngoài, xuống đường mượn chiếc điện thoại của một người bán xăng gần đó, gọi điện cho chồng, đến đón, đồng thời báo gia đình làm đơn tố cáo lên công an huyện bị bí thư Sơn làm trò thô bỉ. Công an huyện cũng khó xử bởi ông Sơn là lãnh đạo địa phương nên đã bảo cô gái đừng tắm rửa gì để họ báo cáo lên giám đốc công an tỉnh. Ngay trong đêm hôm đó, công an tỉnh đã cử gần 20 người xuống làm việc với ông Sơn, lấy mẫu tinh trùng cho người nạn nhân đi giám định. Đơn nhà cô đã gửi đi khắp nơi, gia đình phải làm cho ra nhẽ. Đừng nghĩ các ông là lãnh đạo, muốn làm gì ai thì làm. Còn nhà người ta đi làm việc nhà nước chứ không phải công cụ riêng để cho các ông ấy sử dụng. Ông ấy làm với đứa này được thì đứa khác cũng thế. Gia đình sẽ theo đến cùng bảo vệ danh dự cho con. Còn sai chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật, chấp nhận đi tù, bà M quả quyết. Bà M bức xúc nói thêm, con cô bị hãm hại chứ có phải đi cặp bồ bị bắt được đâu mà phải giấu giếm. Nên đừng ai khuyên gia đình rút đơn. Sau khi tiếp nhận, công an huyện báo cáo công an tỉnh Quảng Ninh để xin ý kiến chỉ đạo về việc rà soát tình hình, tiếp nhận điều tra theo quy định. Sau đó, Công an tỉnh Quảng Ninh báo cáo Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về vấn đề trên. Ngày 12 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định phân công giải quyết tin báo theo quy định. Kết quả điều tra tại khách sạn, Cơ quan Công an xác định việc ông Lê Hùng Sơn quan hệ với chị Hát tối 10 tháng 11 năm 2021 là có căn cứ, Đại tá Võ Thanh Tùng nói. Công an Quảng Ninh tích cực điều tra, phối hợp với Viện Kiểm sát, nghiên cứu đánh giá các chứng cứ để hoàn tất kết luận điều tra. Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cô Tô đã báo cáo Công an tỉnh Quảng Ninh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, điều tra theo quy định, đồng thời báo cáo Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về sự việc nêu trên. Ngay sau khi ông Sơn bị đình chỉ công tác, huyện Cô Tô đã tổ chức 5 cuộc họp từ chi bộ văn phòng, đảng ủy khối đoàn thể, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành huyện ủy Cô Tô. Tại các cuộc họp lấy ý kiến và bỏ phiếu đều có tỷ lệ tán thành cao với việc đề nghị cấp trên khai trừ đảng ông Lê Hùng Sơn. Cán bộ huyện Cô Tô nói, đây là sự việc ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội, nhân dân về hình ảnh một cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ quan trọng tại một địa phương. Đặc biệt, từ trước đến nay chưa từng xảy ra sự việc tương tự đối với một lãnh đạo giữ chức vụ như vậy, cán bộ huyện Cô Tô nói. Và cho biết, trước đó huyện đã làm việc 2 ngày với đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh về sai phạm của ông Sơn. Những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của tổ chức và cá nhân ông Sơn.
Ban Bí thư đánh giá vi phạm của ông Lê Hùng Sơn là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, công tác và của cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của đảng. Do đó, Ban Bí thư Trung ương kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với Bí thư huyện ủy Cô Tô, Lê Hùng Sơn. Vẫn theo lãnh đạo huyện Cô Tô, sau khi sự việc xảy ra, chị Hát đã nghỉ làm. Ông Sơn cũng đã rời khỏi huyện đảo Cô Tô sau khi có quyết định đình chỉ công tác vào hôm 12 tháng 11 năm 2021. Thạc sĩ Trần Thanh Thảo, giảng viên khoa luật hình sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vụ việc chắc chắn cần phải chờ những kết luận chính thức từ phía cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, có 3 khả năng pháp lý có thể xảy ra như sau. Thứ nhất, nếu hai người này đồng tình vào khách sạn và tự nguyện thực hiện hành vi quan hệ thì chắc chắn không có tội phạm cưỡng tình xảy ra. Việc quan hệ của hai người đã có gia đình được nhận định là quan hệ bất chính, vi phạm các chuẩn mực đạo đức và sẽ bị xử lý kỷ luật theo các quy định về công chức, viên chức, những điều đảng viên không được làm. Lúc này, người tố giác có thể bị xem xét xử lý về tội vu khống theo Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Thứ hai, nếu hai người đồng tình vào khách sạn, nhưng việc quan hệ là không đồng tình, có nghĩa là nếu ông Sơn dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để ép cô gái phải quan hệ, thì hành vi này có đủ yếu tố cấu thành tội cưỡng tình theo quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình sự. Thứ ba, nếu ông Sơn không có hành vi dùng vũ lực hay đe dọa dùng vũ lực, nhưng cô gái bị say xỉn đến mức mất hoặc hạn chế khả năng tự vệ, không thể có phản ứng hoặc có phản ứng yếu ớt, và ông Sơn lợi dụng hoàn cảnh này để quan hệ trái với ý muốn của cô gái thì cũng có dấu hiệu của tội cưỡng tình. Cũng theo thạc sĩ Thanh Thảo, trong trường hợp hành vi của ông Sơn cấu thành tội cưỡng tình thì cơ quan chức năng cần làm rõ có hay không nhóm người cố tình cưỡng ép cô gái vào phòng hát để ông Sơn thực hiện hành vi. Việc này nhằm mục đích xác định vai trò đồng phạm, giúp sức để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Tội cưỡng tình được quy định tại Điều 141 Bộ Luật Hình sự, khoản 1 có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm và khung cao nhất lên đến chung thân. Thưa quý vị, hành vi bỉ ổi của đối tượng trên thật đáng bị lên án. Mong rằng, hy vọng những bản án từ pháp luật sẽ giúp cho các đối tượng này sớm tỉnh ngộ, biết tu trí, rèn luyện đạo đức đúng chuẩn mực. Vụ việc trên cũng là lời nhắc nhở cho mỗi người, đặc biệt là trong những môi trường yêu cầu sự nghiêm minh, kỷ luật và đạo đức cần phải luôn luôn rèn luyện và nghiêm khắc với chính bản thân mình. Tới đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục lựa chọn những clip đang xuất hiện trên màn hình để cùng đến với những vụ việc gây ảnh hưởng đến xã hội cần phải được lên án và bài trừ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!